Thưa quý vị, theo quy hoạch phát triển giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 101 năm 2007. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có quyết định số 4474 năm 2010 phê duyệt dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 thành phố Hồ Chí Minh, tuyến bến Thành Tham Lương. Đây là một trong những dự án quan trọng nhằm góp phần phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Theo đó, tổng mức đầu tư dự án vào khoảng hơn 26.000 tỷ đồng, khoảng hơn 1.300 triệu đô la Mỹ do nguồn vốn ODA và vốn đối ứng từ ngân sách nhà nước. Trong đó, nguồn vốn do Ngân hàng Phát triển Châu Á cung cấp 540 triệu đô la Mỹ, Ngân hàng Đầu tư Châu Âu khoảng 195 triệu đô la Mỹ, Ngân hàng Tái thiết Đức cung cấp 313 triệu đô la Mỹ và vốn đối ứng từ ngân sách thành phố hơn 326 triệu đô la Mỹ. Theo kế hoạch, dự án được thi công theo từng giai đoạn, bắt đầu từ năm 2010 phê duyệt dự án đầu tư, năm 2010 đến năm 2011 ký kết các hiệp định tài chính tài trợ, năm 2012 đến năm 2013 khảo sát và thiết kế nền tảng, đấu thầu tuyển chọn nhà thầu, năm 2013 đến năm 2015 thực hiện thi công và năm 2016 vận hành chạy thử và đưa vào khai thác. Ngày 24 tháng 8 năm 2010, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã làm lễ khởi công tuyến tàu điện ngầm số 2 thành phố Hồ Chí Minh, trong đó thi công trước hạng mục san lấp mặt bằng, xây dựng rào, nhà bảo vệ của depot, trạm bảo hành kỹ thuật Tham Lương. Hiện nay trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh chúng ta đó thì cái hệ thống hạ tầng để đáp ứng được cái yêu cầu giao thông đi lại của người dân thành phố đã quá tải. Hiện nay trên địa bàn thành phố của chúng ta hơn 5 triệu 500 ngàn xe gắn máy và hơn 600.000 phương tiện là xe ô tô các loại. Với xe ô tô thì chúng ta chiếm 1/3 tổng số xe ô tô của cả nước. Và như vậy đó là lưu lượng đi lại của mỗi ngày của người dân trên địa bàn sẽ gặp rất khó khăn trên tổng diện tích mặt đường chúng ta đang có. Do đó phát triển cái giao thông công cộng để hạn chế bớt cái phương tiện giao thông cá nhân trên mặt đường là một trong những giải pháp ưu tiên hàng đầu được thành phố quan tâm, và trong cái đề án phát triển giao thông vận tải đến năm 2020, tầm nhìn 2025 mà chính phủ đã duyệt đối với thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta có 7 tuyến đường sắt đô thị được ưu tiên đầu tư. Trong đó có tuyến metro số 2 Bến Thành Suối Tiên Tham Lương là cái tuyến mà thành phố rất là quan tâm. Theo thiết kế được phê duyệt, đường hầm và đường ray đoạn từ Bến Thành đến Tham Lương có 10 ga ngầm và 1 ga trên cao. Các hạng mục công trình gồm công trình đường sắt ngầm, kết cấu hai hầm tròn đơn chạy song song, đường kính mỗi hầm khoảng 6,65 m, dài khoảng 9,3 km từ nhà ga Bến Thành đến ngã ba đường Trường Chinh và Phạm Văn Bạch. Sau khi kết thúc đoạn đi ngầm, tuyến đường sắt này sẽ đi trên cao khoảng 1 km đến cầu Tham Lương và rẽ vào depot với chiều dài khoảng 1 km. Các nhà ga sẽ có chiều dài khoảng 200 m, rộng từ 36 đến 48 m và được xây dựng hệ thống thang máy, thang cuốn và thang bộ theo mô hình hiện đại, an toàn thân thiện với môi trường. Đây có thể nói rằng cũng là một cái bước đột phá trong cái việc phát triển cơ sở hạ tầng giao thông công cộng của thành phố. Vì tuyến tàu điện ngầm số 2 có cái sức chở lớn á, sẽ làm tăng cái nhu cầu sử dụng giao thông công cộng của thành phố. Cùng với là việc cái tuyến tàu điện ngầm số 1 Bến Thành Suối Tiên mà chúng ta sẽ khởi công vào sắp tới thì và các cái tuyến khác sẽ được tiếp tục đầu tư thì về căn bản sẽ giải quyết được vấn đề ùn tắc giao thông của thành phố, đồng thời thì cũng làm giảm thiểu cái vấn đề ô nhiễm môi trường của thành phố. Vì vậy ngay từ bây giờ thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục có một sự liên hệ phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành của trung ương, các sở của thành phố Hồ Chí Minh để có thể giải quyết những vấn đề khó khăn vướng mắc mà hiện nay khi triển khai thực hiện các cái dự án. Ở dự án này tuyến tàu điện ngầm số 2 thì Cộng hòa Liên bang Đức sẽ cung cấp các cái đoàn tàu, các cái thiết bị cơ điện và thực hiện các cái dịch vụ tư vấn. Depot của tuyến tàu điện ngầm số 2 thành phố Hồ Chí Minh được đặt tại Tham Lương có diện tích hơn 22 hectare, là nơi kiểm tra và nơi điều hành hoạt động của cả đoàn tàu. Tuyến tàu này sử dụng đoàn tàu tự hành, chạy bằng điện năng, cung cấp từ mạng lưới điện của thành phố, tốc độ tối đa 80 km một giờ. Trong thời gian đầu, sẽ sử dụng đoàn tàu có 3 toa xe với sức chứa hơn 800 hành khách và dự kiến đến năm 2025 sẽ đưa đoàn tàu 6 toa vào vận hành.
Về định hướng phát triển của thành phố đó thì sẽ có cái tập trung giảm cái lượng xe cá nhân và có cái tập trung để phát triển cái hệ thống giao thông công cộng. Và theo định hướng đến năm 2020 đó, thành phố sẽ có cái xây dựng 6 cái tuyến tàu điện ngầm, chúng ta gọi là metro. Và trên địa bàn quận 3 thì có 2 tuyến, tuyến số 2 và tuyến số 3. Thì vừa rồi thực hiện cái chỉ đạo của thành phố thì chúng ta đã triển khai cùng với 5 quận bạn là cái tuyến metro số 2. Tuyến metro số 2 là cái tuyến khoảng 11,3 km. Nó nối 6 quận với nhau và từ Suối Tiên đi Tham Lương, quận 12. Như vậy thì dọc theo cái tuyến, cái trục của Cách mạng tháng 8 là một cái trục cũng rất là quan trọng cho cái việc phát triển không chỉ riêng quận 3, 5 cái quận còn lại và của cả thành phố, nối cái khu vực trung tâm với các khu Tây Bắc của thành phố của chúng ta. Còn cái thứ hai là sẽ có cái phát triển về đô thị, cái chỉnh trang đô thị và giúp cho cái đời sống của người dân trong cái việc ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế trong cái thời gian tới sẽ ổn định và phát triển hơn. Để hoàn thành đúng tiến độ, kế hoạch thi công, dự án này hiện đang rất cần sự quan tâm, chỉ đạo phối hợp của các cơ quan ban ngành cũng như sự ủng hộ của người dân trong vùng quy hoạch. Đây chính là tiền đề quan trọng để dự án này thực sự nhanh chóng đi vào hoạt động, góp phần phát triển hạ tầng giao thông đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, theo kết quả kiểm phiếu vừa được Hội đồng Bầu cử Quốc gia của Venezuela công bố, quyền Tổng thống Nicolas Maduro, ứng cử viên của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Venezuela cầm quyền, đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 14 tháng 4, trở thành Tổng thống mới của quốc gia Nam Mỹ này. Ông Maduro cũng đã tuyên bố thắng cử và cam kết sẽ tiếp tục sự nghiệp của cố lãnh đạo Hugo Chavez. Theo thông báo của Hội đồng Bầu cử Quốc gia Venezuela, quyền Tổng thống Maduro đã giành chiến thắng với 50,66% số phiếu ủng hộ. Trong khi đó, đối thủ chính là ông Henrique Capriles, ứng cử viên của Liên minh đối lập, được 49,07% phiếu bầu. Như vậy, ông Maduro sẽ kế nhiệm cố Tổng thống Hugo Chavez, đảm đương cương vị lãnh đạo đất nước Nam Mỹ này trong nhiệm kỳ từ năm 2013 đến năm 2019. Cũng theo Hội đồng Bầu cử Quốc gia Venezuela, gần 79% trong tổng số hơn 18 triệu cử tri Venezuela đã tham gia bỏ phiếu. Cuộc bầu cử đã diễn ra một cách minh bạch dưới sự giám sát của hơn 3.400 quan sát viên trong nước và 240 quan sát viên quốc tế. Ông Maduro năm nay 51 tuổi là người được đích thân cố Tổng thống Chavez lựa chọn làm người kế nhiệm. Trong cương lĩnh tranh cử, ông Maduro luôn cam kết trung thành với đường lối cách mạng và kế hoạch xây dựng chủ nghĩa xã hội đã được nhà lãnh đạo Chavez đề xướng. Ông cho biết sẽ tập trung cho các chương trình xã hội vì người nghèo, đồng thời cam kết đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng, giải quyết tình trạng mất an ninh, đấu tranh chống tham nhũng và nâng cao hiệu quả điều hành của chính phủ. Mỹ luôn để ngỏ khả năng cho giải pháp thương lượng với Bình Nhưỡng để giải tỏa các căng thẳng hiện nay trên bán đảo Triều Tiên. Lập trường này đã được Ngoại trưởng Mỹ John Kerry khẳng định khi đang ở thăm Nhật Bản. Sau cuộc gặp với người đồng cấp tại Tokyo, ngày hôm nay ông Kerry cũng sẽ có cuộc gặp với Thủ tướng nước chủ nhà Shinzo Abe để một lần nữa khẳng định sự phối hợp hành động giữa hai đồng minh trong vấn đề nóng của khu vực. Phát biểu tại buổi diễn thuyết chính sách tại Tokyo vào sáng ngày 15 tháng 4, Ngoại trưởng Kerry khẳng định Washington vẫn để ngỏ cửa cho các cuộc đàm phán đáng tin cậy về phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, điều này sẽ còn phụ thuộc vào Bình Nhưỡng. Ông Kerry kêu gọi Triều Tiên cần có các bước đi tích cực, thể hiện sự tôn trọng các cam kết với cộng đồng quốc tế. Lập trường này cũng được Ngoại trưởng Kerry nhấn mạnh trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Nhật Bản Fumio Kishida hôm qua 14 tháng 4. Trong đó, ông cho biết Washington sẵn sàng chọn giải pháp thương lượng cho những căng thẳng hiện nay trên bán đảo Triều Tiên. Mỹ sẽ làm tất cả những gì cần thiết để bảo vệ các đồng minh Nhật Bản và Hàn Quốc. Tuy nhiên, lựa chọn của chúng tôi là thương lượng. Chúng tôi muốn các bên ngồi vào bàn đàm phán và tìm giải pháp đem lại hòa bình cho khu vực. Trước đó, đại diện chính quyền Hàn Quốc cũng bày tỏ luôn dành trọng tâm cho các biện pháp ngoại giao cho những căng thẳng bị coi là đã lên đến đỉnh điểm hiện nay. Hồi tuần trước, Thụy Sĩ đã đề xuất ý tưởng tổ chức cuộc đàm phán 6 bên tại nước này. Tuy nhiên, cả Nhật Bản và Hàn Quốc đều cho biết đang theo dõi chặt chẽ các diễn biến từ phía Triều Tiên, đề phòng khả năng nước này tiến hành thử tên lửa trong ngày hôm nay 15 tháng 4, cũng là ngày kỷ niệm sinh nhật cố chủ tịch Triều Tiên Kim Nhật Thành. Cũng trong sáng nay tại thủ đô Bình Nhưỡng đã diễn ra nhiều hoạt động nhân kỷ niệm ngày sinh thứ 101 của cố chủ tịch Triều Tiên Kim Nhật Thành. Các nhà lãnh đạo và đông đảo người dân Triều Tiên đã tới đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm ở khu đồi Munsan và quảng trường Kim Nhật Thành.
Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý khác, ngày 14 tháng 4, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đã bắt đầu chuyến công du chính thức đến 3 quốc gia thuộc khu vực Tây Phi là Benin, Niger và Ghana nhằm tăng cường quan hệ toàn diện với các quốc gia này, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng. Theo kế hoạch, trong ngày 15 tháng 4, Tổng thống Ahmadinejad sẽ đến Benin, điểm dừng chân đầu tiên của chuyến công du trước khi đến thăm Niger, nhà cung cấp uranium lần thứ tư trên thế giới, và sẽ đến Ghana trong ngày 16 tháng 4. Dự kiến ông Ahmadinejad sẽ có các cuộc hội đàm với những người đồng cấp ở ba quốc gia trên, đồng thời ký kết các thỏa thuận mới thúc đẩy hợp tác về kinh tế, chính trị, cũng như tăng cường quan hệ và đầu tư trên nhiều lĩnh vực như thương mại, văn hóa, du lịch, đặc biệt là năng lượng. Phát biểu trước chuyến đi, Tổng thống Ahmadinejad nhấn mạnh mở rộng quan hệ hợp tác với châu Phi là một chính sách mang tính nguyên tắc đối với Cộng hòa Hồi giáo Iran. Lâu nay, Iran đã duy trì mối quan hệ tốt đẹp với nhiều quốc gia ở châu lục này. Các quan chức Iran luôn nhấn mạnh Tehran sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trên các lĩnh vực kỹ thuật, xây dựng và khoa học với các quốc gia châu Phi. Đây sẽ là chuyến công du châu Phi cuối cùng trong nhiệm kỳ Tổng thống sắp kết thúc của ông Ahmadinejad. Và ngay sau đây sẽ là những thông tin quốc tế đáng chú ý khác. Ngày 14 tháng 4, Tòa án Hành chính tối cao Ai Cập đã hoãn ra phán quyết về đơn kháng cáo của cơ quan tố tụng nhà nước đối với quyết định hủy cuộc bầu cử quốc hội sắp tới. Đây là lần thứ 3 Tòa án Hành chính tối cao Ai Cập hoãn ra quyết định về vụ kiện này với lý do tạo điều kiện cho Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Sura tức Thượng viện Ai Cập và Bộ Tư pháp có thêm thời gian để chứng minh rằng họ đã cho phép cơ quan tố tụng nhà nước thay mặt mình nộp đơn kháng cáo. Dự kiến, Tòa án Hành chính tối cao Ai Cập sẽ ra phán quyết vào ngày 21 tháng 4 tới. Trước tình hình chiến sự vẫn tiếp diễn tại Syria, chính quyền Iran đã kêu gọi chính phủ và phe đối lập Syria tiến hành đối thoại, đồng thời cam kết tạo điều kiện cho cuộc đàm phán này. Iran cũng tái khẳng định lập trường phản đối sử dụng các biện pháp quân sự giải quyết cuộc khủng hoảng ở Syria. Tehran cho rằng giải pháp cấp thiết hiện nay là các bên liên quan tiến hành đối thoại, tiến hành tổng tuyển cử và không có sự can thiệp của nước ngoài. Ngày 14 tháng 4, SIP tuyên bố sẽ cấp hộ chiếu cho các đối tượng là người nước ngoài gửi tiền tại các ngân hàng SIP và bị mất ít nhất 3 triệu euro trong đợt tái cơ cấu vừa qua. Quyết định trên nhằm giảm nhẹ những thiệt hại do các nhà đầu tư đang hoạt động tại SIP. Quyết định này sẽ có hiệu lực sau khi được Quốc hội SIP thông qua trong phiên họp ngày hôm nay 15 tháng 4. SIP đã tiến hành chuyển đổi thành cổ phiếu đối với 60% số tài khoản tiền gửi trên 100.000 euro tại hai ngân hàng lớn nhất nước này. Đây là điều kiện để SIP nhận được gói cứu trợ quốc tế nhằm tránh nguy cơ phá sản. Quyết định này đã ảnh hưởng lớn tới giới đầu tư, phần lớn là người Nga vốn chiếm tới gần 50% giá trị các tài khoản tiền gửi tại SIP. Và sau đây mời quý vị cùng đến với không khí náo nhiệt của lễ hội té nước trong dịp Tết cổ truyền tại một số quốc gia Đông Nam Á. Tại thủ đô Viêng Chăn của Lào, không khí ngày Tết cổ truyền Bun Pi Mai diễn ra thật tưng bừng. Trên các tuyến phố chính, người dân Lào và các du khách nước ngoài từng tốp nhảy múa theo các điệu truyền thống đậm bản. Họ gặp nhau, chào nhau bằng những dòng nước mắt. Dù bị ướt nhưng ai cũng cảm thấy thích thú, hạnh phúc vì tin mình sẽ được nhiều may mắn. Còn tại Thái Lan, không khí Tết cổ truyền Songkran đã tràn ngập khắp đất nước khi người dân tạm thời quên đi những lo toan vất vả hàng ngày để cùng xuống đường đón mừng năm mới, té nước và cầu chúc cho nhau gặp nhiều may mắn. Không khí lễ hội diễn ra tưng bừng khi mọi người dùng súng nước và thậm chí là cả vòi nước để phun vào nhau với ý nghĩa sẽ gột rửa những điều không may mắn của năm cũ và đón một năm mới với hạnh phúc tràn ngập. Không khí lễ hội cũng tràn ngập cố đô Yangon của Myanmar. Đặc biệt, lễ hội té nước tại Myanmar năm nay diễn ra vào thời điểm nước này vừa trải qua các vụ bạo lực tôn giáo, nên đây được coi là cơ hội để người dân tại quốc gia Đông Nam Á bỏ qua những lo lắng về tình trạng bất ổn. Lễ hội té nước trong dịp năm mới cổ truyền xuất hiện ở các quốc gia có nền nông nghiệp lúa nước với mục đích cầu mong mùa màng tươi tốt, cuộc sống ấm no hạnh phúc. Không những vậy, lễ hội té nước còn thể hiện sự linh thiêng của tôn giáo, thể hiện khát vọng về cuộc sống sung túc và an lành, một tương lai tươi sáng và hạnh phúc. Quý vị vừa theo dõi bản tin thời sự tổng hợp của truyền hình Thông Tấn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin thời sự đầu giờ tới.